cô có liên quan gì đến em Khánh Vy không? Cô này nice phết nhỉ. Thì em nghĩ là em sẽ trả lời. Bảo vệ cái gì cũng thủ khoa hết. On Days là một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Tuổi trẻ là phải yêu nhá. Ừ, Nghệ An mình nhớ là nhí nhởi. You're very welcome. Ngày hôm nay nắng đẹp với nhà xứng đáng này đi học rồi. Và tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một ngày của một giảng viên đại học. Let's get started. Các bạn có thấy nhà này quen không? Yo. Hello. Mẹ đâu? Mẹ kia. Hello. 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 Việc đầu tiên đến nhà chị mình khi nào cũng phải mở tủ lạnh để xem hôm nay có gì không. Em chúa giúp em mới ăn đấy. Mình đang suy nghĩ rất nhiều là tập V-Job này mình sẽ quay ai. Xong mình nghĩ là thôi chị gái tôi, giảng viên tại Đại học Sư phạm Hà Nội, tiến sĩ Trần Thị Cẩm Tú. Chị hôm nay dậy lúc mấy giờ? Thì bình thường sẽ dậy lúc khoảng 6 giờ 6 rưỡi sáng rồi đấy. Mẹ có bận không con? Mẹ bận lắm ạ. À, đúng rồi, đến nhà chị mình mới được uống đồ đắt tiền. Ok, sẽ đi làm cùng chị tôi. Mẹ đi làm em nha. Mấy giờ mẹ về? Chắc tầm khoảng 5 giờ mẹ về. Ok, con chào mẹ. Chào chị Vy. Bye bye. Đó, chị nghĩ bỏ ngồi quan nhỉ? Tôi nên ngủ chết đi. Thôi, mà chị đi đâu? Ok, al겠습니다. Các bạn có thấy chị em mình giống nhau không? Thỉnh thoảng có rất là nhiều người nhắn tin trên Facebook và Insta của mình là ngày hôm nay được học lớp của cô Cẩm Tú. Thậm chí có đợt mình dạy một cái lớp ở tận Cà Mau cho các thầy cô đã lớn tuổi cơ. Dạy xong thầy cô bảo, cô có liên quan gì đến em Khánh Vy không? Kiểu lúc mà mẹ mình mang bầu mình, chị mình đi học còn xấu hổ cơ. Why shama? Why you shy? Why you embarrassed? Why? Các bạn đến chơi bảo, ố sao mẹ bạn có em bé à? Mình mới bảo là, đâu mẹ từ béo mà, nên là bụng mới to như thế. Mình nghĩ mình lớp 9 rồi, bây giờ có em nữa thì mình cũng hơi ngại ngại. Nhưng mà sau có em thì yêu vô cùng. Vì Vy đã đáng yêu từ bé rồi. Chân là nỉ nhá. Như chị mình đã chuẩn bị gặp sinh viên hay sao ấy. Gặp sinh viên để trao đổi một cái gì đấy, mình cũng không rõ. Thế là mọi người, em là học trò Cẩm Tú. Tức là lớp mình ý thì có những bạn học tích cực trong môn của cô. Mà hôm qua thì cô chưa kịp chuẩn bị. Thì hôm nay các bạn lên nhận sách thì cô chuẩn bị quà luôn. Gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh nhá. Tạo động lực để học tốt trong kỳ này nhá. Còn đây cô gửi lớp trưởng Hường này. Có bạn nào ở đây nữa không nhỉ? Có một điều đặc biệt đó là trong lớp mình dạy chị mình rất là hay hỏi mình là nên là không biết là các bạn sinh viên thích cái gì nhỉ? Bởi vì chị mình rất là hay tặng quà cho sinh viên để lấy đó là đấy, thì em các bạn học hành chăm chỉ hơn. Nên là một điều mình rất là thích của chị mình. Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác mình là bây giờ chiều nay thì cô Hường trên nhà xuất bản. Ok, bye bye nhá. Cô này nice phết nhỉ? Đây là văn phòng khoa, đây là nơi mà các thầy cô, các giảng viên sẽ ngồi họp và trao đổi thông tin với nhau. Tâm lý giáo dục là về gì ạ? À, có hai mảng ngành là tâm lý học giáo dục và tâm lý học trường học. Rồi. Thì sẽ đào tạo cho những người giảng dạy tâm lý hoặc tham vấn tâm lý. Rồi. Thế nhanh đi, còn chị vào hội phòng hội đồng. Ok ạ, bye bye chị. Chị mình ngồi hội đồng rồi. Lát nữa mình sẽ giải thích cho mọi người cụ thể hội đồng nghĩa là gì. Với những người chưa biết thì ngồi hội đồng có nghĩa là gì ạ? À, có nghĩa là đối với các hệ đào tạo thì sau khi mà các học viên họ hoàn thiện các cái chuyên đề thì họ sẽ có một cái phần bảo vệ các cái đề tài khóa luận hoặc là luận văn hoặc là luận án cuối khóa để có thể có cơ sở đánh giá cho cái quá trình học tập và nghiên cứu của họ. À, chị mình ngày hôm nay là làm phản biện. Ừ, mình sẽ làm phản biện. Phản biện thì sẽ có một cái nhiệm vụ là đọc các cái luận án hoặc luận văn thật là kỹ để có những cái nhận xét và đóng góp để học viên hoàn thiện hơn cái công trình nghiên cứu của họ. Có một đặc điểm đó là chúng ta rất là hay nhầm giữa luận án này, luận văn này. Và khóa luận, nếu mà em học cử nhân á, thì cái đề tài em làm cuối khóa đó để bảo vệ trước hội đồng người ta gọi là khóa luận tốt nghiệp. Còn nếu em học trình độ thạc sĩ thì người ta hay dùng là bảo vệ luận văn. Trình độ tiến sĩ thì người ta hay gọi là luận án. Luận án tức là chị mình sẽ bảo vệ cả ba bậc các bạn ạ. Truyền cảm hứng rất lớn với mình bởi vì là chị mình hầu hết là thủ khoa bảo vệ hết. Bảo vệ thủ khoa. Trong lúc đợi chị mình ngồi hội đồng thì chúng ta hãy cùng một chút vì vocab. Khoa, faculty.
khoa tâm lý, Faculty of Psychology, giáo dục, and education. Under the sun, no more noble professions of teacher. Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Phó khoa trưởng khoa, phó khoa, vice dean. Trưởng khoa, dean. Bộ môn, department. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi trường này thì mình đến lần đầu tiên vào lúc mình học lớp 3 khi mà mình đi nhận bằng lễ cho bằng cử nhân tốt nghiệp của chị gái mình. Làm thế nào để nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước? Sao mình hiểu? Mình kiểu sư phạm thì mình biết là gì rồi đấy. Sư phạm là dạy học nhưng mà mô phạm nghĩa là gì ta? Thì chị mình có giải thích với mình mô phạm là những cái giá trị cốt lõi chuẩn mực của một người thầy, một người cô. Đó là những giá trị liên quan về tư cách, đạo đức, về tri thức, trí tuệ. Như là yêu nghề này, yêu trò này, yêu việc dạy này, yêu kiến thức này. Đó chính là mô phạm. Đó. Và trường Đại học Sư phạm Hà Nội thì có những khoa gì? Khoa vật lý, Faculty of Physics. Khoa toán tin, Mathematics and Informatics. Khoa triết học, philosophy, khoa ngữ văn, philology và lịch sử, history. Nhưng mà từ đáng ngày xưa chị nổi yêu ái học sư phạm ấy. Lo mà học, yêu mà ra lâm tháo mà ra trường được. Trời ơi, nhưng mà chị thấy sinh viên yêu là chuyện bình thường đúng không? Sinh viên yêu vui chứ. Hai sinh viên phải vừa yêu vừa học thì cuộc sống nó mới thi vị chứ. Đúng rồi đấy, các bạn ạ, giảng viên cũng là khuyến khích chúng ta là yêu nhá. Tuổi trẻ là phải yêu nhá mọi người nhá. Đó là chị thì đi dạy thì đương nhiên phải nói tiếng miền Bắc, và mình đi dẫn cũng nói tiếng miền Bắc, và lên hình thì nói tiếng miền Bắc cho mọi người hiểu. Chứ thực ra là dòng chị ấy, mình là dòng là đi chị hời, cũng hời. Đúng rồi đó. Đi. Đông. À, mình còn mấy phút chị mình nhỉ? Gần 30 phút, 25 phút. 1 giờ là sẽ phải vào lớp học, là bây giờ phải ăn nhanh để chị mình vào lớp học, mà chị mình đương nhiên là không bao giờ đến lớp muộn rồi. Cô giáo rất là điềm tĩnh, đi nhẹ, nói khẽ, từ tốn chứ không phải mình là kiểu Chị đi dạy rất nhiều năm rồi, nhưng mà bây giờ trước khi lên giảng đường có khi nào chị cảm thấy hồi hộp không? Thì cơ bản là tâm lý khá ổn định. Phổ biến cho các bạn về các cái nội dung ôn tập cũng sẽ rơi vào tất cả các nội dung. Thì các bạn lưu ý cho cô là ít nhất các bạn sẽ phải thủ sẵn. Cô dùng từ thủ sẵn có nghĩa là mình phải chuẩn bị trước. Bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái bảng thiết kế. Đã sẵn sàng chưa? Cái thứ ba này là cô gợi ý các bạn là sẽ có thêm hoạt lớp. Và cô nhớ không nhầm thì cô Phương Phạm về đề xuất biện pháp. Đúng không? Ý 2 điểm rưỡi. Thế các bạn thì em nghĩ là em sẽ trả lời em đúng. Nằm trong cái phần giáo dục theo nghĩa rộng đó thì các bạn mới nói rằng là giáo dục có những cái chức năng kinh tế sản xuất này. Đúng không? Chính trị, tư tưởng, chức năng văn hóa, và trong đó có các bạn. Ngày trước mình đã rất mong muốn là có thể tham gia vào lớp học của chị mình, và bây giờ mình đã làm được. Kìa, I attended her class. Đó là không phải chị gái mình đâu, nhưng mà công nhận giọng chị mình thấy học rất là hay. Chứ mà cô gọi, để cô gọi các bạn xem nha, bạn nào xung phong nhỉ? Là mình đã kiểu, mình auto kiểu chuyển mặt sang chỗ khác luôn. Dù mình biết là mình không phải là học sinh, sinh viên ở đây, nhưng mình kiểu sợ hãi tới mức như thế cơ mà. Đối với em, như thế nào là một người cô tâm lý? Là một người... cô hiểu học sinh của mình, người cô giáo luôn đồng hành cùng với học sinh ạ, luôn hướng dẫn trong các tiết học. Em học bao nhiêu lớp cô Tú rồi ta? Là lớp đầu tiên ạ. Là lớp đầu tiên. Dạ. Cô có nghiêm không em? À, cô vui lắm, cô vui vẻ, khá là nhiệt tình. Cái quan trọng nhất là thấu hiểu, và cô không phán xét hay là đánh đồng bất cứ suy nghĩ nào, mà tất cả suy nghĩ đều được chấp nhận, đều được coi trọng. Trả lời rất là gãy gọn, xúc tích, và chị tin là sau này em sẽ trở thành một người cô giáo tâm lý. Quay một chiếc video clip trong cái series ở trên YouTube của mình, nó có tên là V-Job, có nghĩa là định hướng nghề nghiệp cho các bạn khán giả, các bạn trẻ. Thì ngày hôm nay là một ngày trải nghiệm của một giảng viên đại học là chị gái của mình, người đã truyền cho mình rất là nhiều cảm hứng trong ngành giáo dục nói chung và cái sự phát triển cá nhân nói riêng nữa. Khi làm giảng viên thì chị tôi đã bao giờ có những một tình huống nào đấy khó xử? Cũng có chứ, làm sao tránh được. Đó là mười mấy năm đi dạy mà. Có những lúc mình dạy, đặc biệt là với đối tượng người lớn ấy. Dạ. Anh em đứng lên người ta hỏi là tại sao tôi lại phải học môn này. Nên là lúc đấy mình phải bình tĩnh và giải thích thôi. Mình là một đứa chuyên gia đứng ở trước đám đông, nhưng mà cái đứng của mình là đứng trên sân khấu làm MC dẫn chương trình nó khác. Lúc nãy chị mình có nói mình là
Vi lên bục giảng nói vài câu mình thế thôi, mình bị social anxiety kiểu bị căng thẳng ấy. Câu hỏi 1. Con đường đến với công việc giảng viên đại học của chị tôi bắt đầu như thế nào? Cũng có kỹ năng trình bày bảng giống giảng viên rồi đấy. Từ ngày nhỏ ấy, thì chị rất thích làm nghề giáo viên. Cơ duyên đó là khi chị học thì chị cũng được tốt nghiệp loại xuất sắc. Và sau đó thì chị được giữ lại trường. 2 năm đầu chị vừa học thạc sĩ, đồng thời là người ta gọi là giống như cán bộ tạo nguồn á. Sau khi hoàn thành các yêu cầu về trình độ của giảng viên thì chị được đứng lớp chính thức và theo đuổi con đường nghề nghiệp cho đến hiện nay cũng đã hơn 15 năm. Vậy yếu tố quan trọng nhất và cần có của một người truyền đạt kiến thức là gì ạ? Riêng với nghề giảng viên hoặc giáo viên á, thì chị thấy cái điều đầu tiên quan trọng nhất đó chính là phải yêu người học và yêu nghề của mình theo đuổi. Đó là cái khả năng phải tự học á. Tức là mình phải luôn luôn cập nhật, mình phải luôn luôn nâng cao. Học không ngừng nghỉ. Và chị gái mình cũng là người đầu tiên giới thiệu cho mình một cái thuật ngữ đó là học tập suốt đời. Thì công việc giảng viên gồm những đầu việc nào? Nếu mà đúng theo cái yêu cầu nghề nghiệp nhá, thì giảng viên ấy sẽ có 2 cái nhiệm vụ chính. Một là giảng dạy và 2 là nghiên cứu khoa học. Có một điểm là mình rất là ngưỡng mộ chị mình và mình nhìn chị mình làm tấm gương, đó là cách chọn chồng các bạn ạ. Mình phải lấy một người chồng mà phải yêu luôn công việc của vợ và hỗ trợ và ủng hộ vợ theo đuổi công việc đấy. Ví dụ như mình thấy có những cái đêm mà chị mình viết sách thâu đêm suốt sáng mà mấy tháng liên tục thì mình thấy là anh rể mình là chăm cháu mình ấy. Ví dụ như là mình phải học lên cao hơn nữa, như gọi là học tiến sĩ, học lên phó giáo sư, học lên giáo sư. Và có thời điểm chị mình làm luận án tiến sĩ mà đang mang bầu nhá, kiểu rất là vất vả. Nên mình nghĩ rằng là nếu như không có cái niềm đam mê cho công việc thì chắc là rất khó để có thể hoàn thành hết tất cả mọi thứ một cách trơn tru và thành công như thế. Thường thường mình vẫn rất là hay giúp chị Cẩm Tú lưu điểm, vào điểm cho các anh chị nhé. Và chị Cẩm Tú nhà mình có rất là nhiều nghiên cứu trong việc và định hướng nghề nghiệp. Trong định hướng nghề nghiệp ấy thì các chị thường hay sử dụng một cái đó là thứ nhất là phải hiểu mình, thứ hai là phải hiểu nghề, hiểu mà cái nghề mình muốn lựa chọn ấy. Thứ ba là mình sẽ phải biết được những cái cách thức, con đường nào để mình đi đến cái nghề mình lựa chọn đó. Thì sau đó thì em mới xác định cái kế hoạch học tập của mình, đúng không? Đúng là mỗi người mỗi nghề các bạn ạ. Mình đi với chị mình từ sáng giờ mình đã thấy đứt hơi. Chị mình cũng kết thúc công việc khá là sớm, cho nên là bây giờ hai chị em mình sẽ đi lượn. Ở Nghệ An mình nói là đi nhởi. Hai chị em ta sẽ đi nhởi với nhau. Oh yeah, yeah, yeah. Mấy giờ chị phải đi đón cô Bí? Chắc khoảng 5 giờ gì đấy. Thoải mái đi. Rồi chứ còn thoải mái mà. À đấy, hay là tránh thủ em mang sửa cái kính này. Cái kính ở ôn đấy này. Xin chào ôn đây. Mình vui đẹp đấy. Mình đẹp mà. Em là chị. Em thể giúp gì cho mình? Dạ. Em tầm đầu năm em mua kính bên mình ấy. Bây giờ kính của em mắt hơi tăng độ ấy, nên là em muốn thay mắt kính. Một điều mình rất thích khi mà mua kính ở All Days đó là trong vòng 1 năm từ khi ngày mua thì mình có thể thay đổi mắt kính nếu như mình tăng độ hay giảm độ, mình muốn cải thiện cái hiệu quả tầm nhìn. Còn trong xuyên suốt thời gian sử dụng trọn đời ấy, là mình sẽ được free là điều chỉnh này, vệ sinh này, bảo dưỡng kính, gọng kính, mắt các thứ, cho nên là mua đây rất là tiện. Màu đỏ này được không các em? Xinh. Ở đây thì có rất là nhiều gọng kính, nhưng mà cái dòng kính mình thích nhất vẫn là dòng kính E, là dòng này, đây, là những cái dòng này đây. Nó rất là mềm như lông mà nhẹ như không khí, đeo như không đeo luôn. Nhưng mà với bạn nào mà muốn thời trang hơn một tí xíu thì các bạn có thể chọn dòng Grab Bell hoặc là Lily Bell. Thì cái này cũng là nhựa, cũng rất là dẻo và có thể chịu được một cái lực nhất định. Nói chung thì hầu hết những cái dòng kính của All Days đều có nhà thiết kế riêng, cho nên mọi người có thể chọn thoải mái tẹt ga và đeo cái gì cũng rất là nhẹ, rất là xinh, rất là trendy, tuyệt vời, hợp với cả đi làm, hợp với cả đi học. Đây
là một cái phòng làm kính thì thường thường chúng ta sẽ thấy trực tiếp luôn là các anh chị nhân viên làm kính cho mình như thế nào, và sẽ mất tầm khoảng 15 tới 20 phút. Bởi vì Ondays là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, cho nên khi nào mình cũng thấy được cái sự tỉ mẩn rất là chỉn chu từ việc làm kính này, chăm sóc kính, bảo hành kính, cho tới việc chăm sóc khách hàng của các anh chị nhân viên. Nói chung service là 10 điểm rồi đó. Mời bạn kính viên đến thử kính ạ. Dạ em đây ạ. Kính của bạn đã xong rồi ạ. Dạ. Đeo thử. Anh bạn kiểm tra xem kính nhìn có rõ không, có lỏng chật gì không nhá, để cửa hàng chỉnh sửa thêm cho mình. Dạ ok rồi anh ạ. Cảm ơn ạ. Dạ cảm ơn ông đây. Cảm ơn anh. Tại chị tôi. Cảm ơn anh Nguyễn. You're very welcome. Còn đây thì có 7 cửa hàng ở Hà Nội và có những cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng nữa. Ở Hà Nội thì mình rất là hay qua đây ở Garden hoặc là ở Vincom Trần Duy Hưng cũng gần, cho nên là các bạn có thể xem là chỗ nào tiện thì qua mua kính nhá. Đi, đi đón cô Bi, đi đón cô Bi. Ôi trời ơi. Hình ảnh của một người mẹ hai con. Không biết là sau này mình có thể giỏi việc nước đảm việc nhà được như này không nhỉ? Bi đâu? Bi không chào gì Bi à? Mẹ Tú dạy khoa gì Bi nhở? Hai tô là cháu tô. Đúng rồi. Thế mẹ Tú làm gì hả con? Làm dạy. Làm dạy. Làm viên. Tiến sĩ viên. Tiến sĩ viên. Tiến sĩ và giảng. Vậy đã kết thúc một ngày làm việc của một giảng viên đại học và bây giờ thì chị mình đã về nhà rồi. Tối nay chị mình sẽ làm gì? Ăn pizza. Ăn pizza. Ăn pizza. Mua thức ăn nhà ở siêu thị xong tối về nấu ăn thôi. Và đưa kem đi học múa. Dù mình làm bất cứ cái gì thì gia đình vẫn là ưu tiên số 1. Và mình phải cố gắng cân bằng đúng không? Nếu gia đình là số 1 thì không ai là... À nếu gia đình là số 2 thì không ai là số 1. Trời ơi, đỉnh, trời ơi, con gái của tôi. Đặc biệt là nghề dạy học thì mình nghĩ rằng thứ nhất là đam mê, thứ hai là tận tâm và thứ ba là chăm chỉ. Mình nghĩ là không chỉ nghề truyền đạt kiến thức đâu mà bất kể nghề nào thì chúng ta cũng cần ba yếu tố đó: đam mê, tận tâm và chăm chỉ để trở thành một ngôi sao sáng. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi VJob. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.